Nào lại đây con, lại đây. Lại đây. Thế này mẹ cho ăn nè. Nè cho nè ăn. Đó, này nè ăn thịt gà nướng. À, mua vi con gà đó về mày cắt nhỏ nhỏ cho con ăn nè. Đó, con ăn đi nguyên con luôn, ăn đi con. Nè con, thịt gà này của một cô á ở bên của chú Thúy Lê tặng cho con 3 triệu cho bé nè ăn nha. Nha con nha, ăn đi, để mày đút đó hả. Nè ăn cái đùi nè, ăn cái đùi, ăn đi con. Ăn đi nè, con ăn đi. Thằng này món này con ngày ngày cũng thích ăn nè. Nè mẹ cho nè. Buôn nè. Nè con. Ăn đi nè. Ăn đi nè, mày để cho con ăn. Đó. Ăn đi. Sao vậy hả? Hả? Mẹ thương mà. Thôi có gì đâu. Mẹ thương mà. Con ăn đi thôi, không có gì ha. Bé Na giỏi lắm. Mày ăn đi con. Ăn đi, bữa nay mày bắt công chuyện mày qua đến tới 12 giờ mẹ mới qua được. Nha. Nha, nè con nè. Ăn đi thịt gà nè của cái cô mà bên cô Mạnh Thành Quân đó, Mạnh Thành Quân của bên chú Thúy Lê gửi cho bé Na 3 triệu nè. Nè con, đó, bởi cho 3 triệu giờ mẹ mua cho con ăn từ từ nha. Mẹ mua thịt gà nè. Thịt gà nè, chị cho nó ăn gì? Ăn cái đùi nó, ăn cái đùi nó, ăn cái mình nè. Thôi đừng giận mà, đừng giận, ăn đi con. Ăn nè, bé Na buồn, bé Na đem cơm qua, bé Na nè không ăn nè. Nè đây nè, đùi gà nè con, ăn đi, ăn đi, trời mẹ thương mà, khổ năn nỉ á, ăn đi con. Sao vậy con ăn, để hồi tí con ăn nha. Sao vậy hôm nay con không ăn vậy hả? Sao vậy? Sao con buồn? Con mà thương con mà thôi. Thương con mà đừng nhận nó ăn đi mà. Ôi, mẹ thương Na mà. Mẹ thương Na mà. Gì đâu buồn. Con có gì con buồn. Con ăn cứ ra sáng rồi con. Na mày qua chở mày bỏ con. Nè, mày nghe mày nói nè. Cái cô Mạnh Thường Quân á, bên chú Thúy Lê á, gửi cho con 3 triệu con ăn. Con ăn để con trông vô cho con nuôi em bé của trong bụng nha. Nha. Trời ơi. Trời ơi sao vậy? Con mẹ thương mà. Mẹ thương. Con mẹ thương với em. Thương em chơi. Không đâu. Ăn con đang nghỉ. Từ đâu? Mẹ đang nghỉ con ăn đi. Nha. Mẹ đang nghỉ con ăn đi. Nha. Ôi, ăn đi. Ăn cây cánh. Ăn cây cánh nè. Ăn ra. Hãy miệng ra mày đút. Nó bỏ vô miệng. Nhai. Nhai đi con. Nhai. Nhai đi. Ăn đi. Đi trời ơi. Nhai đi. Bỏ miệng. Nhai. Cây cánh. Năn nỉ ăn luôn. Bỏ vô miệng. Mày đút vô miệng tới miệng luôn. Nó sướng bằng. Không ai sướng bằng cái nè. Sao con gì cho con không ăn. Một đống rồi ăn luôn nè. Dạ mọi người đó, nguyên con gà. Nguyên con gà mà không ăn. Giận rồi, không ăn. Năn nỉ muốn chết luôn, không ăn luôn. Đó, thương. Thương. Qua đây. Đổ sữa nè, em không ăn thì đổ cho em 2 bịch sữa uống. Cơm em nè. Đó, nay em buồn, em giận, em không ăn. Năn nỉ, em đừng chết. Em giận rồi, em không ăn. Vậy cho em uống sữa. Nè. Xé à. Nè nè. Nè. Mm.
Nếu không ăn trộn sữa. Đó, ngày nào qua cũng dọn rửa nhà sạch sẽ hết, đái ị bắt hốt hết rửa nhà, uống sữa phải thay luôn, có thao nước mỗi ngày, thao nước sạch cho em uống luôn. Đó, cơm em mà ăn quậy quyên em chưa ăn à. Vô nhà con, vô nhà nằm chổng mì, em mới rửa nhà sạch rồi, đi vô, vô nhà, vô nhà mau lên, vô 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 nhà, vô nhà đi, lết lại pin đi vậy, vô con, vô nhà đi, vô nè, vô nhà, vô nhà đi, vô đi, nó vô giờ bưng cái đi vô nhà, trời ơi nay chỉ nhũng nhẽo thì dây cái vòng cái vòng vòng vô nhà con, đi vô nhà giỏi nè, giỏi quá trời, vô đây con, vô nhà, vô nhà, vô nhà con, bưng cái thau cho em nè, mọi người thau xuống để bên ghế thau nước nè, bên này nè sát vô đây con, nè nè, đây mày biểu, đây, xích quay nè, lại đây, nè, nguyên một con gà nướng luôn, cơm nè, mày trộn bển với thịt nè, sáng mày mua thịt heo, mày luộc rồi xong mày xé thịt cho con ăn, con này nguyên con gà của con, cho con ăn con giỏi này mẹ thương, giỏi mà trời, biết na là trời ngoan nhất số 1 trong nhà luôn, đi con, để con mang gì? Sao con buồn vậy, con giận mẹ hả? Hả? Hôm nay mày đi bán, mày về trễ, mày qua trễ mà mày đâu có gì đâu con ha. Con đói bụng nữa, con ăn đi. Ăn đi con, mẹ thương na mà. Mẹ yêu na mà. Rồi ăn đi con, mau. Ăn đi con.